Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 54, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 2 để bài yêu cầu các con tìm x. Như vậy, để làm bài tập tìm x, trước hết chúng ta cần xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc đã học. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Bài 2, câu A. X cộng 4,32 bằng 8,67. Như vậy, x ở đây là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. x bằng tổng là 8,67 trừ đi số hạng đã biết là 4,32. 8,67 trừ đi 4,32 bằng 4,35. Như vậy cô tìm được x bằng 4,35. Câu B. 6,85 cộng x bằng 10,29. Ở đây, x lại là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. x bằng tổng là 10,29 trừ đi số hạng đã biết 6,85. 10,29 trừ 6,85 bằng 3,44. Câu C. Cô có x trừ 3,64 bằng 5,86. Ở đây, x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. X sẽ bằng 5,86 là hiệu cộng với số trừ 3,64, 5,86 cộng 3,64 bằng 9,5 như vậy x bằng 9,5. Câu D, 7,9 trừ x bằng 2,5. Xác định vai trò của x. X ở đây là số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy, x sẽ bằng 7,9 là số bị trừ, trừ đi hiệu là 2,5. Ta có 7,9 trừ 2,5 bằng 5,4. Như vậy, x sẽ bằng 5,4. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 54, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời dạy của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay com cô chúc các con học tốt